quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Á hậu Hoàng Thùy chính thức lên tiếng khi nhiếp ảnh gia bóng gió truyền credit đá xéo á hậu ích kỷ. Mới đây, nhiếp ảnh gia Kiến Cận tố một á hậu có tính cách ích kỷ trong công việc, sợ lăng xê khi đăng ảnh do phía anh chụp nhưng không ghi nguồn. Vậy mà có một bạn á hậu, mình để ý nhiều hành động của bạn đối xử cả mình và cả cháu mình, học trò mình. Dù quý mến, ngưỡng mộ và rất thích bạn trên sàn runway, nhưng chắc chắn bạn sợ kiểu ban bố đặc ân cho người khác, sự nổi tiếng từ bạn, thì team không rảnh để giúp và hỗ trợ một con người có suy nghĩ ích kỷ như bạn. Dù chưa bao giờ nghĩ là sẽ không thích bạn. Gần đây nhất là show Anh Công Trí, Kiến Cận gay gắt nói về á hậu này. Kiến Cận tố á hậu nhận ảnh nhưng không cảm ơn, đăng ảnh không thèm ghi nguồn. Qua loạt dữ liệu của bài đăng Kiến Cận, Hoàng Thùy là cái tên được dân mạng tréo nhiều nhất. Tuy nhiên, ngay sau đó, á hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2017 đã bị loại khỏi blacklist khi trước nay cô đăng ảnh các show diễn thường ghi nguồn đầy đủ, trong đó có ảnh của team Kiến Cận thuộc show Công Trí mới đây. Dù đã được nhiều dân mạng minh oan, song Hoàng Thùy vẫn bị không ít đối tượng mang ra bàn tán. Cho tới mới đây, Hoàng Thùy có động thái gây chú ý khi bị tréo tên quá nhiều. Khẳng định mình không phải nhân vật chính trong drama đang xôn xao, á hậu cũng yêu cầu dân mạng bớt gọi tên mình vào chuyện không liên quan. Bớt gọi tên em lại được không? Em không liên quan, Christmas tới rồi, Hoàng Thùy bày tỏ. Hoàng Thùy khẳng định không liên quan, yêu cầu dân mạng bớt gọi tên cô vào lùm xùm. Liên quan đến drama này, nhiều á hậu khác cũng dự sâu Công Trí, rơi vào tầm ngắm dư luận. Bên cạnh Hoàng Thùy, bị dân mạng nghi ngờ nhiều, còn có Võ Hoàng Yến, song Kiến Cận ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ. Cho tới hiện tại, nhân vật chính trong lùm xùm á hậu ích kỷ vẫn là ẩn số. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.